tôi là Đoàn Hồng Trang, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu sinh thái quốc tế 2020. Xin mời tất cả mọi người cùng khám phá những điều thường nhật về cuộc sống của tôi, cũng như quê hương Bình Thuận đầy nắng gió, nơi nuôi dưỡng, chấp cánh những điều tuyệt vời nhất đối với Trang. Tôi được sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận, thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Khi đến với quê hương tôi, bạn sẽ cảm nhận nhiều điều khác biệt so với các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng. Bình Thuận có khí hậu khắc nghiệt với nền nhiệt độ cao và địa hình đồi núi hoang mạc chiếm tỷ lệ lớn. Có lẽ chính điều này đã tạo nên sự tần tảo, kiên trì, chịu thương, chịu khó của người dân quê tôi. Đây cũng là nét tính cách của tôi được trau dồi từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành. Khi còn là cô bé quê, tôi mơ ước trở thành người mẫu để được khoác lên mình những bộ đồ thật lộng lẫy. Nhờ kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã chạm tay đến ước mơ của chính mình khi có cơ hội xuất hiện trên những sàn diễn, tạp chí thời trang và trở thành hoa khôi miền Trung đầu tiên vào năm 2016 khi vừa tròn 21 tuổi. Ở tuổi 25, tôi may mắn sở hữu cơ hội tiếp theo đặt chân đến đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu du lịch sinh thái 2020 để sống hết mình với giấc mơ của bản thân. Với những kinh nghiệm đã có cùng sự nỗ lực hết mình, Hồng Trang mong rằng mình sẽ có thể mang chức vương miện Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế 2020 về cho quê hương Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Ai Cập vào tháng 3 2020. Đoàn Hồng Trang Miss Eco Việt Nam 2020.